chào. Khủng long mẹ các bạn ơi. Ui, nó đuổi kìa. À, chạy thôi. Chạy đi, nhanh lên. Cứu, cứu mình với các bạn ơi. Ôi các bạn ơi, lúc này bọn mình đi tìm thêm trứng khủng long đi. Đi để xem là có thêm nhiều loài khủng long mới không. Đúng nhá. Đúng rồi, đi. Các bạn theo chân mình nhá. Vừa nãy mình thấy rất nhiều khủng long nó đi ở cái đường này. Thế nên là mình nghĩ là ở đây sẽ có trứng khủng long đấy. Ui, từ. Này. Đi. Ở đây thấy có một cái lá này các bạn ơi. Ờ, một cái lá cây. Ừ. Sao lại ở đây? Thử bỏ ra xem. Ui, giời ơi, bắt được rồi nhá. Thì nào cũng có trứng khủng long trong này. Ừ, mình đoán là bên trong này sẽ có một quả trứng khủng long các bạn ạ. Các bạn xem nhá, xem bên trong là gì nhá. Cẩn thận đấy. Bỏ ra xem nào. Mở ra. Ui. Một con rắn. Chạy đi. Sợ quá. Sợ quá. Không phải trứng khủng long. Cứ tưởng là trứng khủng long ở dưới cái lá nhưng mà không phải. Này. Sao? Mình nhìn thấy gì nữa này? Đâu? Đây này. Nhìn thấy cái gì? Wow, đây mới là trứng khủng long các bạn ơi. Ừ, một quả trứng khủng long này. Wow, thích quá, mình nhặt được quả trứng khủng long rồi. Mở ra xem nào. Xem là lần này là con khủng long gì. Mở luôn tại đây à? Ừ. Mình mở nhé các bạn nhé. Mở ra xem. Đây xem là bên... một quả trứng màu gì đây? Màu xanh lá cây. Cẩn thận đấy. Nào mở ra xem nào. Ui, trứng nở ra một đàn khủng long này các bạn ơi. Ui, khủng long con, nhiều khủng long con lắm các bạn ạ. Khủng long gì đấy? Khủng long này là khủng long ăn thịt đấy, mình cũng không biết tên đâu nhưng mà nó là khủng long ăn thịt. Khủng long ăn thịt là khủng long bạo chúa đấy các bạn ơi. Ừ, ui ôi, hay chưa? Wow, mấy con đây? 1, 2, 3, 4, 5 con. Wow, 5 con khủng long. Ừ, nhiều khủng long quá các bạn ạ. Ui, nhưng mà mở ra khủng long con như này sợ khủng long mẹ nó ra không? Ui, nó có con khủng long nó đến ngay cạnh cậu này. Hello. Đừng ăn thịt mình nha, mình sợ lắm. Nó chạy rồi. Con khủng long này buồn cười nhỉ. Nhiều khủng long quá đây này. Con này nó đang đi đâu này? Đi đâu đấy? Khủng long này đi đâu đấy? Hay là mình bắt đi. Ai khủng long đang đói? Không biết được. Hay là mình bắt khủng long đi. Đi. Nhưng mà nhớ đâu mẹ nó đến thì sao? Trang ơi, nhìn kia. Khủng long mẹ các bạn ơi. Ui, nó đuổi kia. À, chạy thôi. Chạy đi nhanh lên. Cứu, nhanh. Cứu mình với các bạn ơi. Cứu. Chạy đi. Khủng long này. Trang ơi, chạy nhanh lên. Chạy đi. Khủng long các bạn ơi. Khủng long bạo chúa nó khỏi đây. Ui, nó sắp khỏi đây rồi. Cứu. Con khủng long bạo chúa đấy to nhỉ. Ừ. Các bạn có nhìn thấy không? Tại cậu mở quả trứng của nó ra ấy. Tại cậu bảo tớ mở ấy. Thế nên là con khủng long nó mới tưởng là ai ăn trộm trứng của nó xong rồi là nó đuổi. Tí nữa thì bị ăn thịt sợ thế. Sợ chưa? Lần sau đừng có trêu khủng long bạo chúa, nó kinh lắm đấy. Ở đây có gì không? Có nhiều cào cào chưa? Ui. Ở đây có nhiều cào cào lắm. Ui. Cái gì? Nhìn này. Con này nhìn thấy gì nữa này? Đâu? Wow. Lại được một quả trứng khủng long nữa. Ui, nhưng mà lần này thì mở ra những mày nó đuổi mình thì làm nào bây giờ? Tớ xem sổ. Con gì đấy? Đây hình như là một con khủng long ăn cỏ ấy. Thế á? Không phải khủng long bạo chúa à? Đúng rồi, thử mở ra đi, khủng long ăn cỏ nó hiền lắm. Cậu đừng chơi đều tớ nữa nhá. Không sợ đâu. Toàn tớ bị đuổi thôi. Mở ra nhá. Cất vào cặp đi, cất quả trứng khủng long kia vào cặp đi. Đây đây, tớ để đây. Đây tớ sẽ mở này ra nhá. Đâu nhỉ? Ôi, toát hết cả mồ hôi luôn. Không thấy luôn ý. Không thấy con khủng long nào ở đây cả. Sợ lắm. Wow. Cái gì đấy? Đây là bộ phim hoạt hình gì ấy nhỉ? Chả biết được. Công chúa Elsa. Ừ, một bộ Elsa. Công chúa Elsa và một chiếc kẹo sô-cô-la các bạn ơi. Kẹo sô-cô-la. À, tôi biết rồi. Ăn cái kẹo này là có thể trở về thế giới của bọn mình đấy. Ô thế? Ừ. Ui. Thế? Ờ, hay là ăn xong về đi chứ mình sợ khủng long lắm rồi. Ờ. Nhưng quả trứng này nó biến ra con khủng long gì đấy? Không biết. À đây. Wow. Quả trứng này nó mở. Quả trứng này nó mở ra con khủng long gì đấy? Khủng long sừng gai các bạn ơi. Ừ đây này, một con khủng long sừng gai. Wow. Đây là khủng long sừng gai rất thân thiện nha các bạn ơi. Đúng rồi, con khủng long này nó thân thiện lắm. Đấy, các bạn nhìn thấy khủng long không?
Đấy các bạn, giới thiệu cho các bạn biết đây là con khủng long. Ôi. Sao đây? Ngồi lùi đi lùi lại đi, không à. Nó đang kêu đấy. Không biết là đấy nó ui. Nó đói các bạn ơi. Hình như nó đói thật đấy. Khủng long ăn kẹo của mình đây này. Nó lắc đầu, nó không ăn đâu. Không ăn à? Đúng rồi. Ê, khủng long ăn trứng của mình không? Đây là con khủng long nó ăn cỏ mà, sao lại ăn trứng được? Đúng rồi. Một con khủng long con các bạn ạ. Ôi, khủng long đẹp thế nhỉ. Đây là ai, nó ăn cỏ này. Đấy, ui, nó trông nó ăn dễ thương không? Wow, ui, trông đáng yêu chưa? Nhìn cái mỏ bạn ý kìa. Giá mà mình có một con khủng long này về nuôi thì tốt nhỉ các bạn nhỉ? Ui giời, nó còn biết chơi đùa nữa này. À, thế khủng long ơi, nhảy lên đi, khủng long ơi. Khủng long nó không thích đâu. Không thích nhảy à? Đúng rồi, nhưng mà thôi, bọn mình đi về thế giới của bọn mình đi, chứ ở đây nhiều khủng long lắm. Đi. Đi. Bây giờ mình phải ăn cái kẹo này để trở về thế giới của mình. Đúng rồi, ăn cái kẹo thì là nó sẽ mở ra cánh cổng thời gian các bạn ạ. Thế là mình sẽ trở về được thế giới của tớ đúng không? Đúng rồi. Nào, cậu bóc cái kẹo ra ăn đi để bọn mình trở về thế giới của bọn mình đi. Ôi, ở đây nhiều khủng long lắm, có cả khủng long thịt nữa. Nếu mà nó tìm thấy tớ, nó sẽ ăn thịt tớ đấy. Cho nên bây giờ tớ phải trở về thế giới của tớ thôi các bạn ơi. Wow, wow. Cánh cổng thời gian xuất hiện rồi. Đi về thôi. Các bạn ơi, mình đi về đây. Về tới nhà rồi các bạn ơi. Wow, sợ được không? Ui, sợ quá. Ui, nhưng mà trời tối rồi. Đúng rồi, trời sắp tối rồi các bạn ạ. Chết rồi, không biết về nhà mình có bị mẹ mắng không đây. Nhưng mà hôm đi nay đi chơi suốt cả ngày. Hôm nay cậu nhặt được bao nhiêu quả trứng khủng long nhỉ? Tớ không biết, bây giờ tớ phải kiểm tra xem các bạn ơi. Kiểm tra xem nhé, trong túi của mình có trứng khủng long không nhá. Hay là lại hay là mơ. Hay là lại nằm mơ xong rơi ở thế giới khủng long rồi. Sợ lắm. Wow. Vẫn còn. Ui. Mở ra xem nào, xem hôm nay được mấy quả. Nãy chưa kịp xem kỹ bởi cặp vì bọn mình chưa kịp xem kỹ quá. Bởi vì sợ khủng long nó đuổi nên là phải cất vội vào túi. Đây này. Được wow. Rồi. À, quả này có cả một cái kẹo nữa này. Được 3 quả các bạn ơi. 3 quả trứng. Ui, này có cả hình dán. Hình dán này. Hình dán ông già Noel. Ừ, hình dán mình ông già Noel. Này. Đây này có cả một viên ngọc phát sáng này các bạn ơi. Đẹp chưa? Trời tối nó viên ngọc này nó phát sáng đẹp lắm. Ừ. Này mình sẽ dán ông già Noel vào đây nhá. Đấy, trang trí ở đây luôn. À, tí nữa mình về mình sẽ tặng cái này cho mấy đứa em của nhà ở nhà của mình. Đây là con ngựa biết bay này. Đây này, đúng không? Con ngựa này nó biết bay đấy. Ơ, ừ, bên trong con ngựa này còn có gì này? Bên trên lưng ấy, nó có cái gì ấy? Có cái chun. Nó buộc cái chun gì để chằng chằng vào cho chắc không bị rơi. Đây này, không phải, có cái này. Cái này là cái gì ấy? Con này có đi được không? Có pin. Có pin à? Có pin. Trong có đi được không nào? Đây, bỏ ra. Wow, một con ngựa bay. Yên, nó bay được đấy. Yên, thích chưa? Kẹo này. Bóc cái kẹo đi, mình đói quá. Kẹo sô cô la đấy. Ừ, bóc cho mình ăn với. Đây, đây kẹo sô cô la các bạn ơi. Các bạn ơi, có thích ăn kẹo sô cô la không? Mình ăn thử miếng nhá. Ô, cho mình ăn miếng. Vừa nãy bạn ơi ăn kẹo rồi, cho mình miếng nào. Có ăn đi. Các bạn ơi, đây là gì đây? Đây là móc chìa khóa hay sao ấy? Móc chìa khóa hình chú hình hai khúc xương. Một khúc xương màu hồng này và một khúc xương màu xanh lá cây này. Trời thôi, cất hết vào túi đi rồi mình đi về đây, không mẹ mình tìm đấy. Hình dán Elsa này. Dán vào đây đã. Bóc ra nhá. Có bạn nào thích chơi hình dán không? Đây này. Hình dán được các hình ở đây này luôn này. Mình cứ sợ có con khủng long là nó đuổi mình. Thôi mình đi về đi. Đi về thôi. Không nhỡ may dưng nó lại ra cái cổng thời gian này, nó đi cùng theo, nó đi theo mình ý các bạn ơi. Ờ, đi về nó đi. Đi theo mình ra ngoài này mà nó đuổi mình thì sợ lắm. Này nhưng mà hôm nay vui nhỉ. Ừ. Hôm nào bọn mình lại vào đấy tiếp đi. Đi, hôm nào lại đi tìm khủng long tiếp nhá. Ừ. Đi về thôi.